Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh. Một la mã, điện thế hoạt động. Khi bị kích thích thì tế bào thần kinh hưng phấn và xuất hiện điện thế hoạt động. Một nhỏ, đồ thị điện thế hoạt động. Hình 29.1 là đồ thị điện thế hoạt động của tế bào thần kinh mực ống trên màn hình của máy dao động ký điện tử. Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, mất phân cực, hay còn gọi khử cực. Giai đoạn 2, đảo cực. Và giai đoạn 3, tái phân cực. Hai nhỏ, cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Khi bị kích thích, cổng ion natri cộng mở rộng nên natri cộng khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào, gây ra mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng ion kali cộng mở rộng hơn, còn cổng natri cộng đóng lại. Kali cộng đi qua màng ra ngoài tế bào, dẫn đến tái phân cực. Như vậy, điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. Quá trình hình thành điện thế hoạt động kéo dài khoảng 3-4% giây. Câu hỏi: ở giai đoạn mất phân cực và giai đoạn đảo cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì? Ở giai đoạn tái phân cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì? Hai la mã, lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh. Điện thế hoạt động khi xuất hiện được gọi là xung thần kinh hay xung điện. Xung thần kinh xuất hiện ở nơi bị kích thích sẽ lan truyền dọc theo sợi thần kinh. Cách lan truyền và tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao myelin và trên sợi thần kinh có bao myelin là khác nhau. Một nhỏ, lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao myelin. Trên sợi thần kinh không có bao myelin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên. Xung thần kinh lan truyền là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh. Hai nhỏ, lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin. Một số sợi thần kinh có bao myelin bao quanh, bao myelin bao bọc, không liên tục mà ngắt quãng, tạo thành các eo ranvier. Bao myelin có bản chất là phospholipid nên có màu trắng và có tính chất cách điện. Trên sợi thần kinh có bao myelin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc. Từ eo ranvier này sang eo ranvier khác, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp từ eo ranvier này sang eo ranvier khác. Do lan truyền theo cách nhảy cóc nên tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi có bao myelin nhanh hơn nhiều so với sợi không có bao myelin. Ví dụ ở người, tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh vận động có bao myelin là khoảng 100 mét trên giây, còn trên sợi thần kinh giao cảm không có bao myelin là khoảng 3-5 mét trên giây. Câu hỏi: tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao myelin theo cách nhảy cóc? Thứ hai, xung thần kinh lan truyền theo các bó sợi thần kinh có bao myelin từ vỏ não xuống đến các cơ ngón chân, làm ngón chân co lại. Hãy tính thời gian xung thần kinh lan truyền từ vỏ não xuống ngón chân, cho biết chiều cao của người nào đó là 1m6, tốc độ lan truyền là 100 mét trên giây. Phần ghi nhớ: điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. Trên sợi thần kinh không có bao myelin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên. Trên sợi thần kinh có bao myelin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc,
từ El Ranvier này sang El Ranvier khác. Do lan truyền theo lối nhảy cóc, nên tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao myelin. Câu hỏi và bài tập. 1. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào? 2. Đánh dấu X vào ô trống cho các ý đúng về điện thế hoạt động. A. Trong giai đoạn mất phân cực, ion natri cộng khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào. B. Trong giai đoạn mất phân cực, ion natri cộng khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào. C. Trong giai đoạn tái phân cực, ion natri cộng khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào. D. Trong giai đoạn tái phân cực, ion kali cộng khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào. Ba nhỏ. So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao myelin và có bao myelin. Phần em có biết, trạm phát điện dưới nước. Ở địa trung hải có một loài cá đuối săn mồi một cách kỳ lạ. Khi gặp loài cá này, những chú cá con, cua biển vân vân bỗng run lẩy bẩy rồi ngã lăn ra chết. Cá đuối chỉ việc bơi đến và đánh chén con mồi. Cách săn mồi của các loài cá đuối này là phóng ra những luồng điện mạnh để giết chết con mồi. Điện thế của dòng điện do cá đuối điện phát ra đạt tới 60V và cường độ dòng điện là 60A. Một số loài cá khác sống ở dưới nước ngọt có thể phát ra dòng điện mạnh hơn nhiều. Ví dụ, điện thế của dòng điện do cá nheo điện phát ra là 400V, của cá trình điện là 600V. Nên nhớ rằng, điện thế của mạng điện chúng ta sử dụng hàng ngày chỉ là 220V. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.